Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn, các anh chị, các cô chú đã tới với lại kênh YouTube An Lê USA này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú mình coi video của An thì An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã lựa chọn cái video này của An giữa hàng trăm, hàng ngàn những cái video ở ngoài kia. Và nếu như mà có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì cho An đó thì cứ comment ở dưới hoặc là inbox An qua cái trang fanpage An Lê USA. Nếu mà trong thời gian mùa thuế em chưa kịp trả lời mọi người thì nếu yêu thương An, hiểu giùm An nha. Tại vì bây giờ mỗi ngày em đều phải làm 10-12 tiếng, nhiều khi về nhà em không có được cái thời gian để mà comment hoặc là trả lời cái inbox của mọi người. Thì ai yêu thương An thì thông cảm giùm An, từ từ An sẽ trả lời hết tất cả mọi người, An sẽ không có chừa một ai đâu. Và đừng quên nhấn cái nút subscribe để mỗi khi mà An up cái video mới nhất lên cái kênh channel này thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình sẽ là người đầu tiên coi được hết những cái video của An. Thì trong cái ngày hôm nay, ngày thứ 2 tháng 3, ngày 8 tây, phòng của An và cũng như là An nhận được rất là nhiều cái comment cũng như là message của mọi người hỏi An á là ồ bây giờ Thượng viện, Hạ viện thông qua cái gói 1.900 tỷ rồi, trong đó có cái tiền thất nghiệp được miễn thuế 10.200 và cũng như là cái tiền trial tax credit 3.000 hoặc là 3.600, thì bây giờ mình phải làm gì, mình khai thuế được chưa? Mình đã khai thuế rồi thì mình cần làm cái gì để mà sửa trên hồ sơ thuế của mình không? Thì mời các bạn, các anh chị, các cô chú theo dõi hết video này với An để tìm ra được cái câu trả lời của mình. Ngọc Rachel chắc chắn sẽ có được giải pháp cho tất cả những lo âu và thắc mắc vừa rồi. Tại Investi, chúng tôi cung cấp trọn vẹn các service về tài chính, từ đầu tư, quỹ hưu trí 401k, rollover cho đến những service về chọn lựa các chương trình Medicare cho các quý vị cao niên. Và đặc biệt, chúng tôi khai thuế và mở cửa 12 tháng trong năm. Hãy gọi ngay cho Ngọc Rachel 408-855-8888, 408-855-8888. Có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú mình bị hiểu lầm, và cũng có thể là mình coi những cái người YouTuber khác thì khi mà mình thấy cái title là ồ cái gói hỗ trợ lần thứ 3 được thông qua ở cả lưỡng viện và thượng viện và hạ viện thì mình nghĩ là ồ tức là cả hạ viện, thượng viện người ta đều thông qua cái gói hỗ trợ này rồi và cái gói hỗ trợ này đã thành luật rồi. Thì xin cho phép em chia sẻ một điều, đó là cái gói hỗ trợ ở hạ viện và thượng viện thông qua nó cùng một cái giá trị là 1.900 tỷ, nhưng mà những cái điều luật ở trong đó thì nó hoàn toàn là nó khác nhau. Cái gói mà được thông qua ở dưới hạ viện đó thì được thông qua vô tháng 2 ngày 27 tây. Cái gói được thông qua ở trên thượng viện thì vừa mới được thông qua vô thứ 7 vừa rồi, tức là tháng 3 ngày 7 tây. Nhưng mà đây là hai cái gói hoàn toàn khác biệt nhau và trong đây có những cái điều hoàn toàn trái ngược nhau ở trong đây, và cũng có những điều mà mình được thêm vô sau này ở trên thượng viện. Nên là cái gói mà vừa được thông qua ở thượng viện sẽ bị chuyển lại cho hạ viện để mà hạ viện người ta có thể bỏ phiếu vô thứ tư tuần này, tức là tháng 3 ngày 10 tây này nha. Nên là những anh chị, những cô chú nào mà mình hiểu lầm á, là cái gói hỗ trợ lần thứ 3 được thông qua ở cả lưỡng viện, hạ viện và thượng viện rồi và nó đã thành luật rồi, thì đây là một cái sự hiểu lầm không có đúng. Và hai cái gói hỗ trợ này á thì nó hoàn toàn khác biệt nhau, vì trong cái gói mới của thượng viện nó mới có cái phần thứ nhất á là miễn thuế tiền thất nghiệp 10.200 đô la đầu tiên, thứ hai tiền gia hạn thất nghiệp thay vì 400 đô la giống như là hạ viện muốn, thì trên thượng viện người ta thông qua chỉ có 300 đô la một tuần thôi và người ta sẽ cho nhiều hơn một tuần so với lại hạ viện, là cái gói ở trên thượng viện nó sẽ kết thúc vô tháng 9 ngày 6 tây năm 2021. Và đặc biệt hơn nữa là về cái tấm check 1.400 thì so với lại cái gói ở dưới hạ viện thông qua vô tháng 2 ngày 27 tây thì sẽ có hơn 8 triệu người dân của Mỹ sẽ không đủ điều kiện để mà nhận cái tấm check 1.400 này, vì cái income á nó giới hạn xuống. Tức là nếu anh chị cô chú nào mà mình single, mình làm trên 80.000 là mình không có nhận được bất cứ một đồng nào
từ cái tiền seminar check này. Nếu mà mình là couple mà income của gia đình mình trên 160.000 thì mình cũng sẽ bị phase out, tức là mình sẽ không có nhận được bất cứ một đồng nào từ cái đợt seminar check lần thứ 3. Và đặc biệt quan trọng đó là trong cái đợt seminar check lần thứ 3 này, những người phụ thuộc trên 17, dưới 17, miễn sao mình là người phụ thuộc trên cái hồ sơ thuế thì mình vẫn có cơ hội nhận lại 1.400. Giống như hai đợt trước, nếu mà mình là người phụ thuộc trên 17 tuổi, mình sẽ không nhận được 1.200 và 600. Nhưng mà trong cái gói thứ 3, người ta đã sửa lại, mình mặc dù là người phụ thuộc và trên 17 tuổi thì mình cũng vẫn đủ điều kiện để mà nhận cái tấm similar check trị giá 1.400 này. Và chớ dùm An á, cái này nó chỉ là dự luật thôi và nó chưa được thông qua thành luật là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái gói mới này nó chỉ vừa mới được thông qua ở trên thượng viện thôi, và hạ viện á thì người ta sẽ bỏ phiếu một lần nữa. Người ta thông qua vô tháng 3 ngày 10 Tây. Thì sau khi mà được cả Hạ viện và Thượng viện đồng ý trên cái gói hỗ trợ này thì lúc đó Tổng thống Joe Biden mới ký tên. Và lúc đó đó thì cái dự luật này nó mới chính thức thành luật. Và đặc biệt hơn nữa đó là khi mà cái dự luật này nó chính thức thành luật rồi đó, thì người ta sẽ biết được là cái luật này áp dụng bắt đầu từ ngày nào, và người ta sẽ đưa ra cái hướng dẫn cụ thể coi mình cần phải làm những cái gì. Tại vì bây giờ có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú gọi vô văn phòng An hoặc là comment hoặc là hỏi An á là bây giờ cái dự luật nó như vậy rồi, nó được thông qua rồi, mình cần phải làm gì không? Thì An xin phép được trả lời là đây chỉ mới là dự luật thôi, nó chưa thành luật. Và một khi nó thành luật rồi á thì những cái người làm thuế giống như An nè, hoặc là những cái văn phòng làm thuế, người ta mới có cái hướng dẫn cụ thể từ IRS coi là những cái hồ sơ thuế đã nộp rồi có cần phải làm hồ sơ sửa không, hay là sở thuế IRS người ta sẽ tự adjust cái number trên cái system của người ta mà mình không cần làm hồ sơ sửa lại, hay là mình phải đợi, hay là mình phải làm như thế nào đó, hay là khi nào mình mới bắt đầu được khai và khi nào cái luật này mới được áp dụng. Thì mình phải đợi cái hướng dẫn cụ thể của bên IRS đưa ra thì những cái người làm thuế như An hoặc là những cái văn phòng thuế người ta mới có câu trả lời cho các anh chị. Tại vì bây giờ rất là nhiều comment, rất là nhiều người inbox hỏi An á là có cần phải khai thuế không, bây giờ anh chị lỡ khai thuế rồi mà cái luật mới, anh chị thấy cái dự luật mới nó miễn 10.200 thì bây giờ anh chị phải làm sao, anh chị có cần làm hồ sơ sửa hay không. Thứ nhất á là ai mà coi cái video của An thì biết á là An đã nhắc mọi người á là đừng có nên khai thuế sớm mà nên đợi để mà coi cái dự luật nó như thế nào thì tránh rắc rối sau này. Nhưng mà có nhiều người không tin An vẫn khai thuế sớm hoặc là có nhiều người chửi An nữa, thì bây giờ tự nhiên quay lại hỏi An là bây giờ lỡ khai rồi, bây giờ cái luật như vậy cần làm gì không, thì An xin phép được trả lời á là tạm thời ở thời điểm này mình đừng nên làm gì hết nếu mà mình đã khai thuế rồi. Tại vì mình nên đợi cái hướng dẫn cụ thể của bên IRS đưa ra, thì tụi An và những cái người khai thuế thì cũng cần phải đưa cái sự hướng dẫn của IRS người ta đưa ra coi là mình có cần sửa hay không, hoặc là IRS người ta sẽ tự sửa cái hồ sơ của mình. Thì mình ráng đợi dùm An tới khi mà cái luật này được thông qua và mình sẽ có được cái sự hướng dẫn của bên IRS đưa ra cuối cùng, thì lúc đó đó mình nên sửa hay là mình nên thay đổi, hoặc là mình muốn thì mình khai thuế. Còn bây giờ nếu mà những anh chị nào, những cô chú nào mà mình có được những cái tiền refund về, giống như mình có những cái đứa con, mình nhận được cái tiền trial tax credit đó, mình muốn khai thuế sớm cũng được luôn. Thì sau khi mà mình khai thuế xong rồi mà sở thuế nó cần thì mình làm cái hồ sơ sửa lại thì mình phải trả tiền. Thứ nhất là trả tiền cho những cái văn phòng thuế để làm cái hồ sơ sửa lại. Thứ hai, cái thời gian đợi nó sẽ lâu hơn. Nhưng mà có rất là nhiều người, người ta cần tiền liền ngay lúc này thì người ta chọn cái phương án đó. Thì tùy thuộc vô các bạn, các anh chị, các cô chú, mình muốn đợi hay là mình muốn khai trước đều được hết nha. Nhưng mà nếu mà hỏi An ở thời điểm này khai rồi cần phải sửa lại không, thì xin lỗi là An chưa có câu trả lời, vì An đang đợi cái sự hướng dẫn cụ thể nhất từ bên IRS đưa ra. Đó là tất cả những cái mà An muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay.
chúc các bạn, các anh chị, các cô chú là mình có một buổi tối thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và nếu mà ai chưa có account với Robinhood Weibo hoặc là M1 Finance á, thì An sẽ để ba cái đường link ở dưới để mọi người có thể dùng cái đường link của An để mà mở account. Thì các bạn sẽ được những cái stock fee, đặc biệt là Weibo, mình mở account, mình deposit vô thì mình nhận được từ 2 tới 4 cái stock fee. Và Weibo thì mình có thể trade được từ 4 giờ sáng tới 4 giờ chiều giờ Cali nha. Và bye bye.